Vì sao ạ? Bắt đầu từ năm 2016 thì chính phủ ra chương trình quốc gia khởi nghiệp, và các cái chương trình truyền thông cũng như các cơ quan ban ngành mới bắt đầu action hoạt động, thì bắt đầu từ đó đến nay, bắt đầu cái điểm gieo á, cái điểm gieo cho tới năm 2018 thì nó mới đủ cái độ gọi là cái độ nóng á. Nó là mình nghĩ là năm 2018 là một trong những cái năm mà nó sẽ rất là nóng. Thì và cũng tiếp diễn năm 2017 là liên tục có những cái chương trình ra, và bắt đầu cái ý thức của người trẻ, cũng kể cả ý thức của người lớn luôn, bắt đầu nhận thức được là cái việc ra khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp là một cái điều mà nó rất là hữu ích, chứ không như trước đây thì chúng ta bị cái gì ạ, bị cái có một số bạn thì muốn bứt phá ra, tuy nhiên không được truyền thông ủng hộ, cũng không có như cơ quan hành chính, thì trước đây chúng ta chưa thực sự support nhiều lắm. Còn và bố mẹ chúng ta thì thường thường cản. Tuy nhiên bây giờ thì các nguồn lực đó nó xuất hiện rất là nhiều, và đặc biệt là càng ngày càng rất là nhiều bạn trẻ tài năng ra khởi nghiệp thành công. Nên là năm 2018 là một năm mà nó là một năm rất là tuyệt vời cho cái giới khởi nghiệp. Dưới góc độ mình đó thì mình không nghĩ đó là khó khăn, bởi vì cái người khởi nghiệp, bản chất của người khởi nghiệp đó, khó khăn đó chính là cơ hội. Chứ nếu mà chúng ta cứ đi tìm những cái thuận lợi rồi chúng ta mới khởi nghiệp thì rõ ràng là cái đó là anh không có cái máu làm kinh doanh này. Cái người có máu làm kinh doanh là gì? Là đi giải quyết vấn đề cho những người khác. Ví dụ là chúng ta thấy xã hội chúng ta là khó khăn về kẹt xe, thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải có cái giải pháp cho cái kẹt xe đó, tức là cái giải pháp của người khởi nghiệp. Hoặc là nếu mà chúng ta nói là khó khăn về yếu tố pháp lý, nhà nước chưa ủng hộ, hoặc là cái môi trường về pháp lý chưa thông thoáng, thì cái đó nó cũng lại chính là cơ hội. Tại vì nếu mà thông thoáng với các bạn thì người ta cũng thông thoáng, và tất cả mọi người đều ra làm hết. Thì nếu mà người nào mà vượt qua được cái yếu tố pháp lý đó, hiểu am hiểu về pháp luật hơn, chúng ta tuân thủ hơn, chúng ta làm việc tốt hơn, thì tự nhiên chúng ta vẫn cứ phát triển. Các bạn thấy cái đây 20 năm trước, thế hệ đàn anh của chúng ta, như anh Đức Trung Nguyên, anh Vũ Trung Nguyên, anh Đức Hoàng Anh Gia Lai, anh Thắng Đồng Tâm Long An, lúc đó các bạn thấy thậm chí cái luật doanh nghiệp còn chưa có nữa, nó chỉ có luật của nhà nước thôi, mà lúc đó các anh còn bứt phá được. Thì mình nói bây giờ cho tới giờ mình gặp rất là nhiều bạn trẻ cứ lên khó khăn, chứ mình nói bây giờ nó quá sướng, quá tuyệt vời. Nó là mình thấy cái khó khăn đó, chính nếu mà khó khăn có xảy ra đi nữa, nó chính là cơ hội cho những người trẻ khẳng định định mình. Vì con đường làm kinh doanh khởi nghiệp nó rất cần những con người biết vượt qua khó khăn. Theo anh thì những người, những startup cũng như những kinh doanh á, chịu cần đăng bài những gì khi bước vào khởi nghiệp hay không? Nó có một cái điều nói như vậy nè, trong thời gian qua rất nhiều bạn rất đam mê khởi nghiệp, cái điều đó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên các bạn bị lậm trong cái gì ạ? Các bạn bị lậm trong cái mình gọi là cái chuyên môn quá. Ví dụ như là bạn biết về IT, bạn biết về phần mềm, cái là bạn bị lậm trong cái giải pháp phần mềm. Hoặc là một bạn biết về kỹ sư xây dựng, hoặc bạn muốn ra làm thiết kế, thì các bạn cứ lậm trong 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 cái giải pháp phần mềm, thì cái đó nói chung là bạn là người chuyên môn chứ không phải là bạn là người kinh doanh. Bạn muốn ra kinh doanh đó thì bạn cần cái gì? Bạn cần dịch chuyển sang tư duy của một người làm kinh doanh, một người làm chủ, tức là cái kiến thức của một người làm kinh doanh là chúng ta phải hiểu rộng, còn kiến thức của một người làm chuyên môn là chúng ta phải hiểu sâu. Các bạn là hai cái này nó khác nhau. Nó là một trong những kiến thức về làm kinh doanh mà mình muốn gọi đến các bạn phải am hiểu về một cái công ty, nó cần có một cái ban bệ nó như thế nào. Đồng ý mới nghiệp lúc đầu mới có một mình bạn hoặc là hai ba người thôi, nhưng mà bạn càng am hiểu một cái cấu trúc, một cái thành phần của công ty, bởi vì khi chúng ta càng am hiểu luật chơi á, thì làm bất kỳ việc gì như vậy, càng am hiểu luật chơi thì chúng ta vận hành tốt hơn. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có những cái kỹ năng về đàm phán, kỹ năng về kêu gọi vốn, cái kỹ năng làm việc với cơ quan nhà nước nữa các bạn, kỹ năng làm việc với các tổ chức nước ngoài. Nói chung là các bạn luyện về cái kỹ năng mềm nhiều, cái nội lực phía bên trong của bạn nó phải nhiều ra, rồi cái khát khao, rồi cái đam mê, rồi khả năng kết nối. Phần lớn mọi người ra khởi nghiệp á, thì mình phát hiện ra là cái nội lực bên trong thì yếu, nhưng mà cái bên ngoài thì các bạn rất là nhiều. Ví dụ cái chuyên môn của bạn rất là nhiều, hoặc là
những cái kỹ thuật, những cái tác nhất thì các bạn có rất là nhiều, nhưng mà cái nội lực bên trong thì yếu. Nhưng mà thực sự 80% cái nội lực ở phía bên trong của bạn á, nó quyết định cái sự thành công của mọi khởi nghiệp. Nên chúng ta cần làm cho cái cô chúng ta nó trưởng thành hơn, khát khao hơn, có tầm nhìn, có đam mê hơn. À, có mong muốn gì mà với khởi nghiệp thì một cái mong muốn rất là tuyệt vời như vậy này. Chúng ta cần có gì, một cái hệ sinh thái khởi nghiệp mà giả tất nhiều hệ sinh thái đó là cái gì? Ví dụ bên cái ngành sản xuất, ví dụ chúng ta muốn sản xuất xe hơi đi, thì chúng ta cần một cái ngành công nghiệp phụ trợ. Các bạn nói phụ trợ là gì? Cái anh làm ốc vít, cái anh làm bù lon, cái anh làm sơn, cái anh làm xe hơi, làm bán xe để tạo ra cái đó. Thì cái ngành khởi nghiệp vậy, một cái doanh nghiệp nó lớn lên, nó rất cần một cái người ta gọi là cái hệ sinh thái, hoặc là những cái vườn ươm để làm gì. Tại vì một cái doanh nghiệp người ta lớn lên, người ta có ý tưởng, cái idea rất là tốt. Tuy nhiên thiếu cái hệ sinh thái, thiếu cái vườn ươm đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều thứ. Ví dụ như là họ không hiểu gì về thương hiệu hết. Nếu mà không biết, họ phải đi học thương hiệu, họ phải mày mò thương hiệu nó lâu lắm, thì cần những người tư vấn thương hiệu để tư vấn cho họ. Họ không hiểu về yếu tố pháp lý và họ đi tìm hiểu pháp lý nó thì nó lâu quá, nên là cần có những cái tổ chức để tư vấn về pháp lý. Họ không hiểu về kế toán, họ không hiểu về cái cách điều hành nhân sự ABC, thì chúng ta cần có một cái hệ sinh thái trọn vẹn đó để giúp cho cái hạt mầm khởi nghiệp đó nó lớn nhanh lên. Trong những năm qua thì cái hệ sinh thái của chúng ta nó chưa có trọn vẹn, nên là những bạn mà ra khởi nghiệp đó, thì rõ ràng là các bạn vượt qua rất là nhiều chông gai. Thì mình tin rằng cái cộng đồng khởi nghiệp năm 2018 càng ngày càng xuất hiện nhiều cái hệ sinh thái tốt để anh em chúng ta đam mê con đường làm kinh doanh, đam mê khởi nghiệp, cống hiến cho đất nước, giúp cho thế giới thịnh vượng hơn. Rồi, nhân dịp Tết năm 2018 này thì mình mong chúc cho các bạn trẻ và kể cả những cái bạn già nữa mà chưa ra khởi nghiệp được, thì năm 2018 này chúng ta sẵn sàng mạnh mẽ chúng ta ra để giúp cho cái công việc khởi nghiệp nó thuận lợi hơn, giúp cho cái khát khao, cái đam mê của bạn có hiến muốn sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng để giúp ích cho đời, giúp ích cho đất nước, giúp ích cho quê hương và cống hiến cho thế giới thịnh vượng hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.